Ok, chào mọi người. Hôm nay gửi cho mọi người tham khảo một clip cần câu nha mọi người. Thì clip này đa phần sẽ là hàng kiện Nhật về, có những cây cắm gốc nè, phen nòng súng, phen lá, đó, những cây cần ba đọt nè, đó. Chuyên về câu ngâm. Rồi, để mình vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng như clip sắp lên á thì đem gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi những người xem tham khảo cây thứ nhất. Thì cây thứ nhất thì nó còn túi luôn mọi người. Đây là một cây cần một khúc, hàng nội địa Nhật. Khúc này thì họ làm bằng gỗ nè, rất là đẹp ha. Đó. Batabakushi tam hoàng. Thì đây là một cây cần của hãng Sakura. Đó, Sakura. Cây này dài 1m5 mọi người, dài 1m5. Phen là phen nòng súng, phen xít và cần còn rất là mới. Đó. Một cây cần Sakura nội địa Nhật còn rất là mới luôn. Phôi cây này sẽ là phôi carbon mọi người. Đây, phen nòng súng nhé. Cần chỉ dài 1m5 thôi nhé. Đó, phen xít thắt nha mọi người. Đó, buộc chống sẵn phen xít của Sakura. Đây, ở đây. Đó. Thì cần này độ cứng nó tương đương tầm khoảng 50-80. Đó, cho anh em nào câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, câu đáy. Đây, cần rất là đẹp. Tổng thể của hình còn rất là ok ha. Đó, còn túi luôn. Thì cái này nặng là 179g. Dài 1m5, đọt 21, cứng 50-80, giá công khai cái số 1, giá 800k cộng ship, một cái cần cũng còn rất ok. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 sẽ lên cho mình mọi người là một cây cần của hãng Misaki. Đây, một cây Misaki. Thì cái này nó còn hợp cái này luôn, cái túi của nó luôn mọi người. Đó. Túi cứng nha, cho anh em di chuyển rất là dễ, không sợ va đập. Đó. Còn riêng của nó. Thì đây cây cần. Đây vẫn là một cây cần cắm gốc nha. Đó. Thì cây cần cắm gốc này thì nó sẽ dài là 1m9 nha mọi người. Dài 1m9 và cần này sẽ là cần đặt nhé. Cần đặt. Đó. Đây cần đặt dài 1m9. Thì tổng thể của hình có xây sát nha mọi người. Xây sát ít thôi. Đó. Nhưng mà phôi và phen nó rất là sắc xịn nha mọi người. Thì đây một phen Fujisit nòng súng nha. Phen Fuji nha mọi người. Đây. Keo cũng còn rất ok. Batabakushi tam hoàng. Đó. Đây. Cây nòng súng mọi người. Đó, rất là xịn. Cây này phen rất là xịn luôn. Đây, phen dẫn là phen bấm. Phen xít hết luôn. Đó. Đây. Bù là bù chống sắn nè. Đó. Đó hơi bị dơ một tí, mình chưa vệ sinh nha mọi người. Đó, mọi người chịu khó vệ sinh giúp mình. Phôi thì khỏi bàn. Đó. Phôi cái này là sẽ là phôi đặc nha mọi người. Phôi đặc. Đó, nên độ bền của nó rất là cao và độ cứng cái này nó cũng tương đương tầm khoảng 50-80 cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Mấy cái này giữ cá cực kỳ tốt nha mọi người. Đó, đọc nguyên cây đặt nó giữ cá cực kỳ tốt luôn và độ nảy cũng rất là cao. Đây mọi người thấy không, độ nảy rất là cao ha. Đây, đó. Thì cái này thì nặng là 348g, đọt 26 và 1m9, độ cứng 50-80, giá công khai cây số 2, giá 1,1 triệu nha mọi người. 1,1 triệu cộng ship cây số 2, cần còn rất ok ha. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho người vẫn là một cây cần hàng cắm gốc. Thì đây là một cây hàng cắm gốc của hãng Alpha Taco. Đây, một cây Alpha Taco. Mấy năm trước thì cây này cực kỳ hot luôn. Đó. Về bao nhiêu anh em cũng chốt bao nhiêu. Thì đây một cây cần Alpha Taco, vẫn là cần đặt nha mọi người, cần đặt. Thì cái này nó để là 120 1m8 và hàng được sản xuất tại China. Đó. Thì độ cứng 120, thì độ cứng này sẽ cứng đều vô trong nhé, vì đây là cần đặt. Đây phen là phen nòng súng nha, phen nòng súng, phen xít theo chỉ rất là ok, rất là đẹp cho cây cần. Đó. Đây, phen xít nha, Batabakushi. Đó. Rất là đẹp cho cái cần. Phiên dẫn ở đây. Đó. Cực kỳ ok nha mọi người. Buồn trong sáng. Vì cái này đặt thì độ cứng nó sẽ đều vô trong nha mọi người. Đó. Mấy cái này nó phát tín hiệu cá cực kỳ êm nhé. Độ cứng mà theo đo thực tế thì cái này ra tầm khoảng 80 đến 120 thôi. Đó.
thì cái nặng 330 g, đọc 1 ly 8 và 1m8, đầu cứng 80 120, giá cũng 2 cây số 3, giá 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 gửi lên cho mọi người một cây cần của hãng Alpha Taco luôn đó. Thì đây một cây cần hãng Alpha Taco, hàng của Hàn Quốc xuất cho Nhật nha mọi người, Hàn Quốc xuất cho thị trường Nhật, bên Korea nè mọi người đó. Cây này cứng 30 và dài 2m4. Thì phôi của cây này sẽ là phôi cần là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Phen là phen Fuji, phen xít, phen nòng súng đó. Ngoại hình thì còn tương đối đẹp nha mọi người, tương đối đẹp và sạch đó. Bát là bát Fuji tem vàng đây, ngoại hình còn ok ha đó. Phen dẫn đây, phen lá rất là nhuyễn nha đó, rất là đẹp cho cây cần. Cây này thì dài 2m4, cứng 30, về cho anh em câu cha, câu cá cha, câu cá chép, câu lăng xê đó, rất là êm nha đó. Độ phen chỉnh sò đây, ngoại hình cũng còn tương đối đẹp nha, có vài điểm xuất sắc ít thôi, tổng thể còn lại ok hết đó. Bán hàng trường nhiều lúc quay cận cảnh gì cho anh em. Thì cái này nặng là 250 g, đọc 1 ly 8, dài 2m4, cứng 30, giá 2 cây số 4, giá là 850 k nha mọi người, 850 k cộng tiếp cây số 4. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiwa. Đây một cây Daiwa thôi, đây thôi cờ đó. Cây Daiwa này là phải Daiwa phen lá người, đây tất cả phen đều là phen lá, phen dẫn, phen lá này là phen xít thích nhá, rất là xịn cái bộ phen. À, mấy cây này ga dây cực kỳ xa nha mọi người, rồi nó đây à. Bát Fuji tam vàng, phen Fuji ship thôi, rất là đẹp. Ngoại hình thì cây này có xe sát ít nha mọi người, ngoại hình có xe sát ít. Thì cây này cứng 50 và 2m4, cho anh em câu lăng xê, câu ngâm, câu cha, câu chép nhé. Đó đây phen này đó, buồn trống sẵn. Tổng thể ngoại hình thì có xe sát ít thôi chứ không nhiều, mà phôi nhìn cũng cực kỳ chắc nha. Thì cây này được sản xuất tại Taiwan nha người, bên Taiwan. Thì cái này nặng là 260 g, đọt 21, dài 2m4, cây này cứng 50. Rồi cây số 5, giá 1,2 triệu luôn nha mọi người, 1,2 triệu cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho người một cây cần nội địa. Thì đây một cây cần của hãng Gamakatsu, đây một cây Gamakatsu nội địa Nhật. Cái hãng này rất là nổi tiếng rồi đó, không cần phải giới thiệu nhiều. Phen của cây này sẽ là phen lá nha mọi người, phen lá mà phen là phen chân đen nhá, chân đen đó, phen này cực kỳ hiếm luôn. Đây phen lá sướng nha mọi người, sướng đen bóng luôn đó. Cần thì tổng thể nhìn cũng còn tương đối sáng ok nha mọi người đó. Đây, rất là ok luôn đó. Cần rất là đẹp. Thì cây này cứng 50 và 3m6, cho anh em câu lăng xê nha mọi người đó, câu lăng xê sứ xám sứ đèn rất là đẹp nha mọi người. Đây, đây chữ rất là đẹp phèn, lúc đó cần nội địa Nhật có khác. Phôi cũng rất im luôn, phôi Gamakatsu. Đây, Gamakatsu. Quá đã cái cây cần. Phôi mấy cây này cực kỳ xịn sò nhé. Thì cái này nặng là 394 g, đọt 2 ly 3, dài 3m6, cứng 50. Rồi giá cũng 2 cây số 6, giá là 1,3 triệu người, 1,3 triệu cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 gửi cho mọi người một cây cần của hãng Shimano đó, một cây nội địa nha mọi người. Thì đây một cây cần Shimano, phôi là phôi carbon sẵn nha mọi người đó. Và cái này nó còn túi zin theo cần luôn đó, phôi là carbon sẵn nè đó.
Đây, nhìn cực kỳ đẹp nha. Cây này Shimano dài 2m4 nha mọi người. Shimano dài 2m4, độ cứng của nó là độ cứng 80. Đọt của nó sẽ là đọt tháp và nó sẽ cứng đều vô trong. Đọt nó là đọt 1.6 nha mọi người. Đó, đây, phen là phen Fuji đỏ xám. Bát là bát Fuji tam hoàng, foil là foil 6x. Đó. Đây, foil 6x rất là đẹp ha. Đó. Đây. Không có che vào đây được. Bu nữa là bu xít nha. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Cái này thì lấy tại cửa hàng nên còn rất ok luôn. Đó. Sẵn găng guốc. Cây này anh em đi câu là khỏi sợ đụng hàng nha. Đó. Rất là đặc biệt cây cần Shimano còn rất là đẹp. Thì cái này nặng là 220g, đọt 1.6 và 2m4, độ cứng ra tầm khoảng 80. Đó. Đọt tháp nha mọi người, đọt tháp sẽ cứng đều vô trong. Rồi, giá cũng khác cái số 7, giá 1.4 nha mọi người. Đó, 1.400k cộng xếp cái số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cái số 8 lên cho người một cây cần 3 đọt. Thì đây một cây cần của lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người, một cây cần 3 đọt. Đây. 3 đọt. Nó đều là sẵn ít hết nha mọi người. Đó, 3 đọt cái đều cả carbon 2 da. Một đọt cứng 30 50 60 80 120 nhé. Phen cái này sẽ là phen Fuji đỏ xám. Đó. Thì cây này thì nó còn rất là đẹp. Đó. Nó mới ra tầm khoảng 93-95%. Đây anh em nhìn phôi nè. Đó. Rất là sắc nét ha. Đây. Đó. Bát Fuji tam hoàng. Phen Fuji đỏ xám. Không mà chê vào đâu được. Rất là đẹp cây cần. Cây này cây cần dài 2m7 mọi người. Dài 2m7. Chuyên về cho anh em là câu lăng xê, câu bạo lực nhé. Câu ngâm, câu cá cha, câu cá chép. Đó. Cứng 3 đọt thì tùy vào địa hình và địa điểm anh em câu mà anh em sử dụng đọt nhé. Nhiều điểm thì nước chảy xiết quá thì anh em lấy đọt cứng ra, anh em tải trị cao lên anh em câu. Nhiều điểm mà nước nó chảy yếu á thì anh em lấy đọt mềm ra, anh em câu dạng câu cảm giác. Đó. Đọt sẽ là đọt tháp hết nha mọi người, đọt sẽ là đọt tháp hết luôn. Và phôi sẽ là phôi 6x nhé. Rất là đẹp cho bộ phôi. Rất là đẹp cho cái phôi. Đây. Quá chứ đẹp. Cần cũng còn rất là mới nha mọi người. Thì cái này 3 đọt cứng khác nhau. 30, 50, 80, 60, 80 và 120. Thì cái nặng là 348g, dài 2m7, đọt sẽ là 1.7, 2.2 và 2.4 nha mọi người. Đó. Rồi giá hai cây số 8, giá 1.2 người, 1.2 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 10. Thì cái số 10 quảng quậy, cây càng 3 đọt. Và cái này nó sẽ dài 2m4 thôi nha mọi người, dài 2m4 cho anh em câu lăng xê. Đó. Thì cái này vẫn cứng vậy, một đọt là cứng 30, 50, 60, 80 và 120. Phen vẫn là phen Fuji loại xám nhé. Đó. Phôi vẫn là phôi 6x nè. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Bát Fuji phen sẵn nè. Đó. Khỏi bàn. Đó. Rất là đẹp cho bộ phen. Đây. Đọt vẫn là đọt tháp đúng không? Đây một cây dài 2m4 đó cho anh em câu lăng xê con ngâm nè, phen kèo ok hết nha mọi người. Đó, quay ra cho anh em trên bên đây. Đó. Đây tem sức đầy đủ nhé. Đây các chi là ok. Thì cái này nặng là sẽ là 340g, đọt dài sẽ là 2m4 nha mọi người.
đọt nó sẽ là 1 ly 8, 2 ly 2 và 2 ly 4 nhé. Rồi giá ốc khai cây số 9 giá 1.1 triệu nha mọi người, 1.1 triệu cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 vẫn là một cây cần dài 2m7, 3 đọt. Và cây này nó sẽ xây sát một tí nha mọi người. Phôi nó thì không đẹp bằng cây hai cây kia. Đó, xây sát một tí và phôi không đẹp bằng. Và cũng có ba độ cứng giống nhau luôn, khác nhau. Độ cứng là 30 50, 50 80 và 80 120. Phen vẫn là phen Fuji loại xám. Phôi của cái này sẽ là phôi carbon dạng sáng vòng. Đây. Cũng rất chi là đẹp nhé. Đó. Bát là bát Fuji tam vàng. Đây. Phen loại xám. Đây. Carbon sáng vòng, cần dài 2m7, chuyên cho anh em câu ngâm, câu lăn xê nhé. Phen ở đây, hơi bị rỉ một tí nhưng mà về câu rất ok nha mọi người, không bị lỗi nhé. Đây, cây này bản về cho anh em mà câu mà không quan trọng ngoại hình đó, thì đây, đây một lựa chọn rất lý tưởng nha mọi người. Đó. Rồi sẵn ok nha mọi người. Thì cái này nặng là 334 gram, dài 2m7, độ cứng là lần lượt sẽ là 1 ly 7, 1 ly 8 và 2 ly. Rồi giá công khai cây số 10, giá là 900 nha mọi người, 900k cộng ship cây số 10, một cây cần 900k mà 3 đọt, quá ok luôn. Tiếp theo cái 11, cái 11 lên cho mọi người là một cây cần dài 2m7 và nó sẽ có 2 đọt nhé. Một cây Suzumi, hàng đến từ Korea nha mọi người, hàng đến từ Hàn Quốc. Đây một cây Alpha Taco, hàng đến từ Hàn Quốc. Một cây dài 2m7. Đó. Hai đầu cứng. Một đọt là 30 50, một đọt 50 80. Đó. Phen là phen Fuji loại xám nè. Đó. Phôi là phôi carbon sẵn vòng nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Carbon sẵn này cũng rất chi là đẹp. Bát tầm bát Fuji nhé. Phen thì ok, đó. Hơi bị ga ten một tí nhưng mà không ảnh hưởng gì nha mọi người. Phôi carbon sẵn nhé. Đọt, hai đọt. Đó. Đây, nó có xây sát nhé. Ok cây cần. Thì cái này nặng là 387 gram, dài 2m7, đọt lần lượt sẽ là 2 ly 2 2 ly 6. Thì đọt 2 ly 2 độ cứng sẽ là 50 80, 2 ly 2 độ cứng sẽ là 30 50, 2 ly 6 độ cứng sẽ là 50 80. Rồi giá công khai cái số 11, giá sẽ là 850k người, 850k cái 11. Tiếp theo cây 12. Cây 12 sẽ là một cây cần cắm gốc. Đó, một cây cắm gốc đến từ thương hiệu của Daiwa nha mọi người. Thì đây một cây cắm gốc hàng Daiwa. Một cây cắm gốc Daiwa. Đây một cây cắm gốc Daiwa Phantom. Thì cái này nó sẽ dài là 2m1 nha mọi người. Dài 2m1 cắm gốc. Cái gốc nó còn ni lông nè, đó. Bát là bát thẳng. Phen của nó là phen Fuji Sheet nhá. Phen Sheet. Thì cái này anh em về câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nè, anh thôi anh em câu trụ điện, đó. Dít nhẹ nhẹ cũng được, rất ok nhá. Thì cái này dài 2m1, độ cứng của nó sẽ là độ cứng ăn lờ và nó lua từ 50 đến 30 g, lai từ 8 đến 16 lb. Đó, hàng sản xuất tại Taiwan. Lô từ 50 đến 30 gram thì anh em công nhá thật cũng ok rồi. Đó, lô nhá thật cũng ok. Đây, phen là phen xít nhá. Keo chỉ rất là đẹp. Đó. Đây, rất chi là đẹp nha mọi người. Đó. Cần ok nhá, phen xít hết. Đó, bộ phen thôi là ăn tiền rồi. Anh em không phải lấy về và anh em câu cảm giác á, câu cá chép.
đó, cầu phi, cầu rô, à, rất chi là ngon. Đây gần hàng đây qua nhé, xịn sò tin à, rất là xịn bột phô nhé. Thì à, cái này nặng là 185g, dài 2m1, đọt ly chính. Rồi giá ông khai cây 12, giá là 1.500.000 người, 1.500k cộng ship cây 15, 1.500k cộng ship cây 12. Tiếp theo là cây cuối cùng, đó, cây số 13. Cây số 13 lên cho người vẫn là một cây cần hàng của Daiwa nha mọi người. Đây một cây Daiwa, một cây Daiwa Phantom. Đây. Thì cây Daiwa Phantom này nó sẽ dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4, hàng sẽ là hàng cắm gốc. Và cái này lua từ 14 đến 50g, line từ 12 đến 30 lb. Đó. Hàng sản xuất tại Taiwan. Đây, gốc là gốc vàng nè. Đó. Đặc biệt cây này là sở hữu bộ phen là phen xít nha mọi người, phen xít, phen bóm, và phen đề ba của nó sẽ là phen 40. Đó. Phen xít, bóm và đề ba sẽ là 40. Đây. Đó. Tin tin đây, phèn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đề 340 này rất là xịn nè, phèn bấm. Nhiều anh em săn hàng mà hàng Nhật về đó, dựng cần thì săn phèn này rất là nhiều. Đây, cần rất là đẹp. Đó. Thì cái này nặng là 284g, đọt là 2.3 nhé. Với lua từ 14 đến 50g thì anh em công nhắc thật là vô tư. Đó. Phen là bu, là bu nồng sụ, bu là bu xít nha mọi người, bu xít màu chày, chữ rất là dày nha. À. Còn nhái thật, nhái hơi, con màu giả là vô tư với cần này. À, rất là đẹp cái cần. Phen xịn sò. Rồi, giá công khai cây 13, giá là 1.800.000 nha mọi người. Rồi, giá 1.800.000 cộng ship. Rồi đó là tổng cộng 13 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người có thể chốt mọi người chốt thì để lại số điện thoại giúp mình nhé, mình tự động liên hệ với mọi người, hoặc mọi người có thể liên hệ với số điện thoại mình để góc này màn hình nhé. Rồi cảm ơn mọi người.